Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé. Cận cảnh chiếc loa hot hit nhất hiện nay có giá tới 245 triệu của Jennie Blackpink, Crystal và cô em Chandy, với những ai đam mê idol K-pop đã không còn xa lạ với thú chơi đồ công nghệ của các sao. Do điều kiện tài chính dư giả, đồng thời lại rất có gu, nên những món đồ công nghệ mà họ sử dụng cũng vô cùng đắt đỏ, đặc biệt và mang dấu ấn riêng. Cách đây không lâu, Jennie và Crystal cùng tậu về một chiếc loa có giá siêu đắt đỏ. Riêng tại Việt Nam, cô em Chandy, Khánh Linh cũng vừa mới đập hộp khui siêu chiếc loa này, đây là món đồ công nghệ gì mà hội chị em khắp nơi lại ráo riết tìm đến thế. Đây chính là siêu phẩm loa Radio Phonographo AA226VST đến từ thương hiệu Brian Vega. Mẫu loa này là đứa con tinh thần của hai nhà thiết kế Achiu và Pier Giacomo Castiglioni. Hiện đang được bán với giá 8.400 euro, gần 235 triệu đồng Việt Nam. Có thể thấy đây là một thiết kế ấn tượng, có sức hút bền bỉ theo thời gian. Hai anh em thiết kế nhà Castiglioni lại một lần nữa chứng minh sự tinh tế và tầm nhìn xa của họ qua từng sản phẩm. Được biết, mỗi chiếc loa này đều được làm thủ công tỉ mỉ ở Ý và mất khoảng 2 tháng để sản xuất. Các nghệ nhân cẩn thận chà nhám các tấm gỗ, lắp ráp các thành phần nhỏ, hoàn thiện chân đế cũng như in lụa. Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé!